Xin chào anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của Dubeke. Sau một tháng mà những chiếc xe mà VF3 bản thương mại đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng thì Dubeke rất là vui khi được anh chị em rất là ủng hộ, và cũng sau cái quá trình mà lắp đặt này, xong rồi là trang bị thêm các cái món phụ kiện cho anh em ấy, thì mình sẽ đúc rút ra một cái số những cái trang thiết bị, những cái món mà cần thiết nhất khi anh em mua VF3 về. Thì hôm nay, video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ. Thì trước hết là mình đi từ ngoài vào trong trước nhá. Mọi người có thể nhìn thấy cái bề ngoài này này, nó rất là nhỏ, mọi người có thể không phát hiện ra được. Nhưng mà đây, nếu mà theo cái bản mà thương mại khi mà bàn giao tới khách hàng ấy, thì cái phần mà mình đang chỉ tay này, thì tất cả cái phần này đều là sơn đồng màu với màu sơn của xe là màu vàng. Nó không giống với bản concept. Thì sau khi mà bản thương mại về thì mình đã dán lại điểm cái phần đề can này lại thành màu đen, thì nó giống với bản concept hơn. Thì mọi người có thấy là nó thẩm mỹ hơn không? Mình gọi là đây gọi là cái môi chề, thì mình đã che cái môi chề này đi. Đấy, mình dán đen sần thôi. Phía sau cũng thế. Quay về phía sau luôn nhỉ? Phía sau thì mình cũng dán điểm một chút bằng cái đề can đen sần. Cái chi phí của cái này thì nó rất là rẻ. Thường thì anh em mà làm dịch vụ nhiều thì cái này mình còn dán tặng anh em cơ. Đây cái phần đằng sau này, đây là cũng là phần sơn màu vàng này, thì mình cũng đã dán lại cái phần này là phần đen sần. Chiếc xe VF3 cũng thế, mà tất cả những cái chiếc xe mà ô tô mà lăn bánh trên thị trường Việt Nam ấy, cái việc đầu tiên mình cần làm đầu tiên vẫn là dán phim cách nhiệt. Bởi vì là cả cái khoảng kính của con VF3 này, cả đằng trước này, cả hai bên này, thì nó đều là khoảng kính rất là lớn, đúng không? Thì cái việc mà dán phim cách nhiệt là cái điều bắt buộc rồi. Và đặc biệt rằng là cái con kính của con VF3 này thì nó là chỉ là loại một cái dòng kính phổ thông thôi. Nó không có cái công nghệ hay là không có cái tính năng gọi là chống tia UV, chống tia cực tím gì cả. Nên là cái việc mà dán phim cách nhiệt để bảo vệ sức khỏe của mình là cái việc đầu tiên. Rồi là ngoài cái việc mà dán phim cách nhiệt có hiệu quả về cách nhiệt, chống tia UV, chống tia cực tím, thì nó còn đảm bảo cái việc mà riêng tư cho người ngồi trong xe, đúng không? Mọi người có thể đấy, mình có rất là nhiều cái mã phim có thể lựa chọn khác nhau từ sáng tối để có thể mà đảm bảo cái sự riêng tư cho anh em khi ngồi trong xe. Và đặc biệt là cái quang học mà khi mình ngồi trong xe ấy, mà mình quan sát ra thì nó vẫn đảm bảo, chắc chắn là vẫn là đủ ánh sáng. Thì cái dòng phim mà mình thấy là mọi người hay đến nhà mình và lựa chọn nhiều nhất khi dán cho chiếc VF3 này chính là dòng phim PhotoSync. PhotoSync này thì nó có mặt ở Mỹ rất là nhiều năm rồi, và đặc biệt là nó được cái cộng đồng xe điện của Tesla rất là ủng hộ. Thì hy vọng là cái PhotoSync này thì về Việt Nam thì cũng được anh em cộng đồng xe điện ủng hộ như thế. Để về cái trang bị an toàn thì đó là cái áp suất lốp. Với VF3 thì không có một cái lỗ chờ hay là không có cái trang bị tính năng chờ là áp suất lốp, nên là cái bản mà áp suất lốp năng lượng mặt trời này được mọi người lựa chọn rất là nhiều. Cái này thì được đặt trực tiếp ở trên mặt táp lô luôn, như mình vừa lấy ra đấy, thì nó hiển thị đầy đủ thông số lốp này và nhiệt độ của từng lốp, nó giúp mình quan sát thông số của lốp và lái xe an toàn hơn. Cái này thì nó rất là thẩm mỹ, và đặc biệt là nó hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời thì có nghĩa là mình không phải đi dây, không phải đấu trích, không phải đấu lối cầu trì gì cả đấy. Nhưng mà có một cái điều mà mình lưu ý với anh em rằng là khi mà sử dụng cái bộ mà áp suất lốp mà hiển thị bằng cái bộ năng lượng mặt trời này, là trong cái quá trình mà mình sử dụng ấy, cũng như đỗ xe ấy, mà trời thời tiết có nắng quá thì mình nên nhấc nó ra và để xuống dưới cái bệ thì tay thì nó tốt hơn. Bởi vì trong này nó có cục pin để lưu trữ năng lượng, để không may trong quá trình mà để ở trên táp lô mà nó nắng nóng quá thì có thể chập cháy hay là lổ gì thì nó cũng khá là nguy hiểm đấy. Còn một thứ nữa của con VF3 này mà anh chủ này anh cũng đã trang bị, đó chính là cái bóng đèn. Đèn nguyên bản của xe thì đã có sẵn bi projector rồi, nhưng mà bên trong thì lại là bóng halogen, thì đã được thay thế bằng bóng LED. Đây mọi người có thể thấy đây. Đây. Cái bóng halogen đã được thay thế bằng bóng LED. Bóng LED thì thứ nhất là nó chắc chắn là nó sáng hơn rồi. Thứ hai là mọi người cũng có thể thấy chắc chắn là một điều nữa rằng là nó sẽ thẩm mỹ hơn, đúng không? Vì sao? Dù sao thì một cái xe mà điện mà xe của tương lai thì mình nên dùng cái đèn LED nó có màu trắng thì nhìn nó cũng thẩm mỹ rất là nhiều. Và đặc biệt là khi đến nhà mình mà thay thế cái bóng LED này thì mình sẽ tặng luôn cái bóng đèn Demi này. Đấy. Demi có nghĩa là cái đèn LED định vị này này, vào ban đêm của mình này. Đấy mọi người thấy nó sang, nó đẹp hơn không? Rồi, ok. Đấy, nói chung là bên ngoài thì mình trang bị thế thôi nhỉ. Dán phim cách nhiệt là được khoản đầu tiên này. Lắp áp suất lốp này. Xong rồi đến thay đèn và dán trang điểm, dán trang trí, dán điểm lại một cái số cái vị trí như thế này. Tiếp theo là vào trong xe. Những cái video mà đầu tiên mình có trao đổi ở trên các cái nền tảng khác nhau, cũng nhiều cái video ngắn mình làm, thực ra mình cũng rất là ưng cái mẫu thiết kế của cái mẫu ghế, cũng như là cái cách may và cách bố trí cái màu sắc của cái ghế nguyên bản của VF3.
Nhưng mà có một cái đặc thù của nó là nó lại bằng lỉ. Nên là khá nhiều anh em hay là anh chị em không có thích cái chất liệu bằng lỉ lắm. Thì mọi người về đa số là đều lựa chọn bọc lại bằng một cái bộ ghế da mới như này. Như cái đây là cái bộ ghế da lắp 3 này. Ghế da lắp 3 và có đục lỗ ở dưới. Cái này thì đục lỗ thì nó sẽ giúp cái mặt ghế nó thông thoáng hơn, ngồi đỡ bị bí hơn, đúng không? Tiếp theo về cái ghế thì cái ghế lái này này, thì theo cái trang bị của nhà sản xuất thì nó là ghế cơ, có nghĩa là tất cả điều chỉnh bốn hướng bằng cơ thì anh chủ đã trang bị này, và độ nó lên thành ghế điện, có thể điều chỉnh bằng điện như thế này. Con này là điều chỉnh bốn hướng nhá, tiến này, lùi này, ngửa ghế này, đấy rồi. Cái bạn cái anh chủ này đấy thì anh có yêu cầu mình rằng là độ ghế điện luôn cho cái bên phụ, nhưng mà thực ra là mình cũng tư vấn với anh và khuyên anh luôn là cái bên phụ thì không lên độ ghế điện. Bởi vì sao? Bởi vì con VF3 này thì nó có hai hàng ghế nhưng mà chỉ có hai cánh cửa. Cái việc mà có hai cánh cửa thì bắt buộc là cái bên hàng ghế phụ này thì phải liên tục trong quá trình mà khi mà di chuyển ngồi vào hàng ghế thứ hai ấy, thì phải gập ghế và kéo về phía trước như này để mình có thể di chuyển vào phía bên trong, đúng không? Thì khi mà mình độ ghế điện ấy thì mỗi lần mà mọi người bước lên xe thì lại phải có một cái công đoạn nữa là điều chỉnh nó bằng điện, thì nó lại mất thời gian hơn, mất công đoạn hơn, đặc biệt là những cái lúc mà dở hơi thời tiết như là mưa, đúng không, mà anh em đang mưa to cái mà muốn chạy lên hàng ghế sau cái thì đợi mà chỉnh điện cái ướt như chuột lột luôn, nó cũng là cái điều rất là dở hơi. Đấy, thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn với anh chủ luôn là thôi không lên độ làm gì cả anh ạ, cái này thì mình cố gắng dùng bằng cơ một chút thì nó sẽ hay hơn và nó sẽ tiện hơn là cái việc mình độ ghế điện ấy. Ở phía bên trong thì anh em có thể thấy luôn rằng là cái phần mà điểm nhấn cửa gió điều hòa này, tất cả các cái màu xe khi mà nhà sản xuất bàn giao xe cho mình ấy thì cái cửa điều hòa này thì nó đều là màu, mình gọi là màu gì nhỉ, màu trà sữa. Thì khi đến Dubai Care thì mình luôn tư vấn cho các anh chị rằng là dán nó lại thành một cái màu nó đồng màu với cái màu nội thất của xe cũng như là cái màu sơn xe luôn, thì nhìn nó sẽ tông sệt tông hơn. Các bạn có thể thấy, anh chị em có thể thấy rằng là cái chỉ ghế cái này thì xe là màu vàng thì mình cũng tư vấn là may đừng chỉ bằng màu vàng luôn. Và những cái phần cửa gió điều hòa ấy, thì mình cũng tư vấn là dán bằng chuyển sang màu vàng luôn. Cái này thì chi phí nó cũng rẻ thôi, và đặc biệt là như mình tặng hai cái phần mà dán đề can trước sau ấy, thì đa số là những cái xe mà đến nhà mình mà làm dịch vụ mà hóa đơn nó to một chút ấy xin lỗi anh em nhá, nó phải to thì mình mới có công, đúng không, nó phải to một chút ấy thì mình sẽ tặng những cái phần dán đề can này, bởi vì của nhà trồng được mà đề can nhà mình nhiều lắm, thì mình sẽ tặng những phần đề can dán cho nó tông xe tông phần cửa gió điều hòa và mô chề trước và sau luôn. Rồi là vô lăng thì nguyên bản của nó bằng nhựa, thực ra là khi mà sau khi vận hành và trải nghiệm con VF3 thì cái vô lăng bằng nhựa của nó thì nó phải nói là như thế nào nhỉ? Thôi nói chung là nói thật là nó dở hơi. Bởi vì bằng nhựa thì thứ nhất là cái thời tiết mình đỗ xe nắng nóng ngoài trời, khi mà cầm vào nhựa cái nó nóng có thể bỏng tay luôn. Thì thứ hai nữa là khi mà tay có mồ hôi dầu ấy thì việc cầm và vần vô lăng ấy thì nó không được chắc chắn và nó bị trơn. Rồi là thẩm mỹ, đấy mọi người có thể thấy đây. Cái xe màu vàng, nội thất ghế màu đen, chỉ vàng, các viền cửa gió màu vàng kết hợp với một chiếc vô lăng phối giữa hai màu vàng và đen, không phải là quá hợp lý luôn đâu. Nói chung là cái việc mà bọc ra lại vô lăng này mình cũng rất là ưng. Cái này thì mình có thể chọn rất là nhiều cái mẫu mã khác nhau, phần trong này thì cũng được bọc ra này, nó liên quan đến thẩm mỹ thôi, nhưng mà lại không may chỉ màu vàng. Cái này nhiều anh em có thể chọn cái việc phối cái màu mà may cái đường gân chỉ này thành màu vàng thì cũng khá thẩm mỹ. Nói chung là cái này nó theo gu của từng người thôi. Thảm sàn Huvi này là cũng là một cái sự lựa chọn của khá là đông đảo anh chị em ấy. Cái thảm sàn Huvi này có một cái ưu điểm của nó rằng là nó được đúc nguyên khối và được quét 3D rồi này. Đúc nguyên khối và nó vừa vặn nguyên zin với cả cái sàn của VF3 luôn, nó ôm trọn cả cái sàn luôn. Cái này thì nó sẽ che được hết cái phần nỉ phía bên dưới. Nhưng mà mình cũng phải nói luôn với các anh chị rằng là có một cái nhược điểm rằng là mình chỉ ước rằng là Huvi sản xuất thêm một cái mặt dối ở phía trên thôi. Có nghĩa là có một cái mặt dối khi mà mình sử dụng nó bẩn như này, mình có thể nhấc cái mặt dối ra và ra ngoài vệ sinh được thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đấy là cái nhược điểm của cái thảm Huvi này. Đấy, nói chung là cái gì nó cũng có ưu điểm và có nhược điểm của cả, đúng không ạ? Hiện tại thì cáp lùi mình cũng đang nghiên cứu, nhưng mà đang trong quá trình báo đơn sản xuất thì nó chưa có bản thương mại.
Thì mình đã tư vấn luôn anh chủ là anh chọn một cái mã cam hành trình kết hợp cam nùi ở trên gương như thế này. Đây mọi người có thể thấy đây. Bình thường thì nó ghi hình như này nhá, hoặc là mình có thể lựa chọn các chế độ xem trước này, xem bên trong xe này và xem đằng sau này. À đây là đằng trước đúng không? Đây là bên trong này và đằng sau xe này. Và khi mà mình về số lùi này thì nó sẽ ngay lập tức hiển thị cam lùi luôn và có vạch căn cho anh em có thể căn đỗ xe được luôn. Thì cái này cũng là một cái sản phẩm khi mình lái xe là cần trang bị rồi. Và nó tích hợp luôn cái việc cam lùi như này. Và đặc biệt là cái bản cam lùi của nhà mình nhá, thì nó lại có 3 mắt cam luôn. Có nghĩa là bao gồm sau xe này, trong xe này và trước xe luôn, và ghi hình 4K nhá. Chung quy lại thì cái video này là một cái video để mình tổng hợp lại những cái món đồ, những cái trang bị mà cần thiết khi mình mua chiếc VF3 này và cũng để nó lăn bánh ở ngoài đường. Thì mình xin thống kê lại một chút, nó bao gồm là phim cách nhiệt này, áp suất lốp này, đèn này, dán điểm các chi tiết đề can này, bên trong nội thất thì bọc ghế da, bọc vô lăng, thảm sàn, cam hành trình tích hợp với cả camera lùi. Cái việc mà anh chị em lựa chọn các cái option khác nhau thì nó sẽ có cái mức giá khác nhau. Nó để mà đầy đủ các cái trang bị như vừa rồi thì cái mức tài chính như anh chị em có thể bỏ ra nó khoảng từ 20 đến 30 triệu theo cái từng option và từng cái trang thiết bị khác nhau. Cái video vừa rồi mình chia sẻ thì nó còn thiếu cái món đồ gì không? Thì hy vọng rằng anh chị em có thể comment và đóng góp giúp mình ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.